mọi người, quay lại clip mới của mình. Thì hôm nay mình đi vườn cắt cành cà phê thì phát hiện một ổ ong mật. Thật sự thì cái ổ ong này á thì là ổ ong ruồi nha mọi người, nhưng nó có mật. Còn con ong mật á là mình đã gặn nó không có được đâu, nó nằm ở trên cao nữa. Đây là nó đánh không đừng chạy luôn á. Còn cái này là ong ruồi nên rất là hiền. Nhưng mà nó mật nó là mật tốt hơn ong mật nha mọi người. Rồi lần đầu tiên mình thấy ổ ong mật mà nó to cỡ này luôn á. Bình thường thì nó không được một nửa của cái ổ này đâu, ổ này rất là to luôn, nhưng mà không biết là mật ở trong có nhiều không. Đu tè phê này đó, mình nhúng nhích vẫn không bay nha mọi người. Còn ông dò dẻ với ông mật thường người ta bắt người ta bán, người ta nuôi rồi đó, mà ông đó lại gần đó là nó đánh sắp mặt luôn. Đây ông này rất là to, mình xíu nữa sẽ bắt thử. Thấy nó có mặt nhiều. Mình sẽ dùng cái lá chuối khô này để mà mình đốt, mình hơi cho mấy con ong nó bay đi rồi mình lấy cái cục mật. Nếu mà ổ ong nhỏ thì chỉ cần bẻ nó thôi chứ nó cũng không có gì chứ, không cần phải đốt. Nhưng mà ong này to quá, nó cũng chích nhiều người, nó chích nó bỏ kim luôn á, nhưng mà nó chỉ sưng sưng hơi hơi rồi chứ nó không có nhức bằng những con ong mật kia. Thì mình sẽ phun chuối này, chuối khô. Cái này mình đuổi nó đi là mình bắt rồi. Tí dầu tí xăng thấm đốt để cháy. Đốt chút chút ướt nó không cháy nè. Gặp ông kia đốt cái này nghe mùi khói rồi nó xuống rửa cái đó. Ui nó lì không đi luôn kìa, ôi nó chịu chết luôn kìa, nhiều mà nó chịu chết luôn kìa, nó không đi luôn kìa. Kìa không, ôi mình đốt gì mà nó không chịu bay luôn kìa. Đây này vô tắt luôn rồi, không bay luôn, nó chết, nó dính trên đó không chịu bay luôn. Con này cũng mặt to á, thằng xì khói gì là nó bay hết rồi, mà mấy con này đốt chết luôn nó cũng không bay luôn, đi thật đấy. Không bay, nó hút mặt hết, nó hút mặt lại hết. Cái nổi ai mà để về như vậy là nó trái được rồi.
cháy cái khỏi dập luôn. Không có cái lá để khô, còn ướt không à. Còn cái hai bên còn trong thì mình bắt nó được không ăn cắn lắm. Đau lắm. Nó không cháy không chịu đi rồi, cắt luôn. Cắt đi. Đây, ui, con này nặng lắm á. Ui, dính như vậy nặng lắm. Ui. Con này nặng lắm mọi người ơi, mặc nhiều lắm nè. Nó bay rồi. Nó dính mỏ nhiều lắm. Nhìn tầm mỏ này đi đâu rồi, đi theo đó đó. Để ngoài đi, để ngoài đi. Rất là nhiều luôn. Động một hồi là nó vẫn trắng nha. Như mặt, mặt, mặt nguyên cục mặt cái bá luôn. Bù nó cắn nha. Còn này. Bây giờ đây, mọi người thấy này. Đây, cục mặt nó đây nè. Nếu mà ông mặt hay ông mặt trên đường cao á thì mình sẽ không lợi gần nó, nhưng bắt được như vậy đâu. Con này rất to luôn. Mình thấy ông mặt mà to cỡ này luôn á. Ông gùi chứ. Còn ông mặt bình thường thì mấy mét là bình thường. Ông gùi cỡ này là quá to rồi, lâu lắm rồi. Có ông chúa nè mọi người. Ông chúa nè mọi người. Ông chúa nó bò nè. Mình để mình hơi hơi lửa bớt bớt rồi mình bỏ mấy con ra để nó bay quá. Mặt nhiều lắm nè, nguyên cục mặt vàng. Rồi tôi thấy cái ổ ông gùm á, cục mặt cái này. Trời quá đấy. Chứ bỏ điện thoại xuống không chịu tắt mà bỏ xuống. Gan luôn. Thường thì ổ mặt bắt cục lớn rồi to nè. Ngón này một gan tay nè, bự nè. Mình sẽ bẻ cái chỗ cái con đó nó. Con ở đâu rồi? Con nó nở hết rồi nè. Nó nở hết rồi nè, còn được mấy vòng chỗ này thôi. Sắp ông. Rồi. Nở hết rồi nè. Rồi con nè. Còn được ít rồi, chưa nở. Ăn. Mình ăn mười xem ạ. Nếu mà còn cái con nhiều á, lấy chấm những cái mực nè, ăn béo béo còn ngọt ngon. Này con nở hết rồi. Con mực này nhiều lắm, con mực này lấy làm thuốc. Ăn nổi rồi, con mực này ăn gì. Quay quay mặt làm gì? Cục mực này thật, nếu mà nhỏ ăn hết được chứ cục mực này to lắm ăn không hết. Ăn không nổi đâu. Ăn hồi nóng gỗ lắm. Này mình để nguyên cục trong bọc luôn. Khỏi dắt ra ngoài. Về hay dắt ra. Để nguyên cục có cái bọc sạch để vô. Không có chảy. Nó còn dính trong này nè, đâu có bị bể đâu. Bể nó chảy mình cắt ra. Em nè, mấy cái cục này nè. Đá ra thì to lắm, trắng trắng. Như con ong trong này, ong chúa trong này. Trong này là con ong chúa nè mọi người. Nhưng mà sao thấy nó non non. Một ổ ong rất nhiều ong chúa. Cái con ong to nè. Mấy sao nó, con này nó đẻ riêng. Nó quấn lại riêng. Nó không giống như mấy con đẻ
chỗ này mà nó để riêng đây nè. Ngông trong này nè. To hơn mấy con kia luôn. Như đây chắc là ông chúa. Ông chúa, ông hậu, ông gì đó, thái tử rồi ông ông công chúa. Nó mà để riêng chứ. Chứ sao tự nhiên nó để riêng. Ông thái tử. Ừ. Đây riêng này này của ông nè, nằm trong cái cục này nè, nằm riêng nè. Đây. Giống như con kiến. Ok, vào đây đi. Đây còn ngủ nữa nè. Không biết sao nằm riêng không biết. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Thì hay thì hãy đăng ký like và chia sẻ đi, ủng hộ kênh của mình phát triển thêm nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau.